Trong vài ngày qua, thông tin Hội An thu phí tham quan phố cổ đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều du khách phàn nàn rằng ban quản lý phố cổ thiếu thân thiện. Trước tình hình này, phía cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp thu và điều chỉnh lại để không ảnh hưởng đến hình ảnh của phố cổ Hội An. Hiện tại, vé tham quan phố cổ Hội An là 120.000 đồng đối với khách nước ngoài và 80.000 đồng đối với khách trong nước. Du khách mua vé một lần, có thể giữ lại vé cũ để tiếp tục tham quan những lần sau đó. Điều khiến cho du khách phàn nàn là hành xử thiếu thân thiện của nhân viên các trạm soát vé. Không ít trường hợp kiểm soát viên lớn tiếng nóng nảy làm mất lòng du khách. Phía kiểm soát viên cho biết rất bức xúc vì nhiều công ty lữ hành cố tình không mua vé hoặc chỉ mua vé một lần rồi sử dụng cho nhiều đoàn khách khác nhau. Nhận được phản ánh, Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An đã triệu tập các kiểm soát viên lại để nhắc nhở, chứng chỉnh về cách hành xử đối với du khách. Sắp tới, Hội An sẽ đưa hàng loạt nhân viên trình độ đại học ngoại ngữ tốt để giải thích thấu tình đạt lý cho du khách bí thư thành ủy hội an cho biết cũng sẽ thu thập thêm thông tin và mở một cuộc họp để giải quyết vấn đề một cách bài bản